những cách Nga đáp trả nếu Mỹ có leo thang mới. Mấy ngày qua, tôi đã trình bày trên các video về mục tiêu đằng sau việc Ukraine tấn công vào Kursk, các lằn ranh đỏ của Nga thực sự là gì, phương Tây sẵn sàng cấp phép cho Ukraine sử dụng các loại vũ khí tầm xa tấn công vào lãnh thổ Nga, nó sẽ có nguy cơ thay đổi bản chất cuộc chiến ra sao. Ở video gần nhất, tôi cũng đã trình bày việc Mỹ cảnh báo rất gay gắt, đồng thời tung ra lệnh trừng phạt cho kênh RT của Nga. Vâng, tất cả video có vẻ khá phù hợp với lộ trình Ukraine tấn công qua lãnh thổ của Nga, phương Tây cân nhắc bước leo thang tiếp theo, Nga nghiêm túc cảnh báo bản chất cuộc chiến có thể thay đổi nếu tiếp tục leo thang, phương Tây chững lại việc cấp phép, phương Tây bắt đầu cẩn trọng hơn, đó là diễn biến mà chúng ta thấy. Và hiện nay, sau chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ qua London và Kiev và sau khi Tổng thống Nga lên tiếng cảnh báo thì kế hoạch cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa đang chững lại để cân nhắc. Ví dụ, trên truyền thông phương Tây với các thông tin vừa đấm vừa xoa như sau. Tờ Reuters viết rằng Nhà Trắng chỉ sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ trước việc sử dụng tên lửa không phải của Mỹ. Tức là Ukraine dùng tên lửa của Anh và Pháp thì Mỹ sẽ mặc kệ, chứ Mỹ không cấp phép gì cả. Thủ tướng Anh Stemple nói rằng sẽ không có sự cho phép ngay trong thời gian tới và nói thêm rằng các cuộc tấn công sẽ không mang lại chiến thắng cho Ukraine trong cuộc chiến. Còn hành động của phía Mỹ thì ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ từ chuyến công du Kiev trở về đã ngay lập tức chấn chỉnh lại truyền thông thế giới thông qua những cảnh báo nghiêm khắc và lệnh trừng phạt dành cho hãng RT của Nga nằm trong nỗ lực ổn định lại luồng thông tin dư luận theo chiều hướng của phương Tây. Vâng, một sự cân nhắc khá kỹ lưỡng và các màn chuẩn bị dư luận khá cẩn trọng vì đây là thời khắc khá quan trọng để quyết định xem có nên tiến xa hơn không, xé tiếp lằn ranh của Nga, có sẵn sàng để bản chất cuộc chiến được thay đổi hay đang tìm cách nào đó để giải nghĩa hành động sắp tới đây không phải là thay đổi bản chất cuộc chiến. Có thể nói, phương Tây đang cẩn trọng, chuẩn bị những thông tin mang tính lùi bước trên truyền thông của mình và chấn áp truyền thông ngoài phương Tây để giãn thông tin nóng liên quan đến việc bùng nổ nhận định cuộc chiến sẽ thay đổi tính chất nếu Mỹ đi bước leo thang tiếp theo. Sự cẩn trọng này lại khiến tôi có ấn tượng rằng phương Tây đang nghiêm túc trước hành động cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga bằng vũ khí của họ. Càng cẩn trọng thì càng cho thấy khả năng cao họ sẽ đồng ý. Vấn đề chỉ là thời gian. Và tôi thấy rằng thời gian phù hợp nhất chính là mùa đông, thời điểm mà cuộc chiến chững lại vì thời tiết nhưng các cuộc tấn công tầm xa thì không mấy ảnh hưởng. Vậy thì nếu phương Tây leo thang thêm một bước này, các phương án phản ứng của Nga sẽ ra sao? Ngay lập tức đáp trả hột nhãn, ngay lập tức tuyên bố chiến tranh với phương Tây hay sẽ phản ứng dữ dội nhưng để ngỏ lại cơ hội cho hai bên cùng có điểm dừng, không đến mức gây chiến? Hãy cùng xem một vài phản ứng được các nhà bình luận quân sự nêu ra mà tôi cũng có cùng quan điểm nhé. Đầu tiên và có vẻ rõ ràng nhất là một cuộc tấn công trả đũa lên lãnh thổ NATO. Sau khi tên lửa của Anh hoặc Mỹ tới một thành phố của Nga, tên lửa của Nga cũng sẽ tấn công một cơ sở quân sự nào đó của Mỹ hoặc Anh trên lãnh thổ NATO. Tuy chọn này có vẻ là hiển nhiên và trực diện, tuy nhiên nó lại đuối lý nhất và cũng là rủi ro nhất. Bởi vì hoàn toàn phương Tây sẽ có khả năng phủi bỏ trách nhiệm khi họ có thể giải nghĩa việc sử dụng vũ khí ra sao là do người Ukraine quyết định. Tất nhiên thời điểm này thì tính chất cuộc chiến cũng đã thay đổi, khiến cuộc chiến của Ukraine không còn là một cuộc chiến bảo vệ lãnh thổ nữa, mà ít nhất nó sẽ chính thức trở thành cuộc chiến ủy nhiệm một cách công khai. Nhưng tôi tin rằng có nhiều cách để phương Tây giải nghĩa câu chuyện và biến hành động trả đũa của Nga thành phản diện. Ngoài ra, Moscow rõ ràng không muốn dồn phương Tây vào chân tường khi Nga tấn công NATO, thì NATO sẽ phải đưa ra lựa chọn giữa việc đối đầu trực diện với Nga hoặc để yên thì sẽ tự thừa nhận sự vô nghĩa của NATO. Mặc dù mục tiêu của phương Tây là khiến Nga suy yếu, nhưng nếu chỉ vì vài quả tên lửa mà khai chiến thì điều đó chưa phải điều mà phương Tây hướng tới và cũng là điều Nga né tránh. Vậy nên nếu Mỹ phê duyệt cho Ukraine thì theo tôi cũng chưa tới mức trực diện xảy ra đụng độ giữa NATO và Nga, nhưng tính chất cuộc chiến đã leo thang với bản chất là đối đầu giữa Nga và NATO qua một cuộc chiến ủy nhiệm chính thức và sẽ kéo theo các phản ứng căng thẳng trực tiếp trong các bước tiếp theo. Lựa chọn thứ hai là các hoạt động đáp trả trực tiếp bên ngoài lãnh thổ NATO, đó là phá hủy các phương tiện của Mỹ hay của châu Âu đang trong lãnh thổ quốc tế, với giải nghĩa là các phương tiện này đang trực tiếp hỗ trợ Ukraine, ví dụ máy bay trinh sát ở Biển Đen. Mặc dù phía phương Tây có thể giải nghĩa rằng các phương tiện đó ở không phận quốc tế nên Nga đã sai, tuy nhiên đã là leo thang, ông leo được thì tôi cũng leo được. Tôi có bằng chứng để thấy những thiết bị phương tiện đó giúp Ukraine tấn công chúng tôi nên chúng tôi phải phá hủy, ông ý kiến gì không? Thật ra thì Nga đã có tiền lệ trong việc làm rơi một UAV trinh sát bằng dầu xả từ máy bay vào năm 2022, mà lúc đó Mỹ cũng không làm gì được bởi vì Nga nói đó là tai nạn. Nhưng lần tiếp theo sau đây có thể Nga sẽ nói thẳng đó là do tôi muốn bắn hạ. Thêm một dữ kiện nữa, bởi vì những hoạt động trinh sát kiểu như vậy được NATO dùng để do thám tình hình của Nga giúp Ukraine triển khai các kế hoạch tác chiến cũng đã được các chính khách phương Tây lên tiếng lo lắng.
có các chính trị gia cho rằng những hành động như vậy có thể sẽ bị Moscow coi là một cuộc tấn công. Ở phương án này thì nhìn chung Nga có thể trực tiếp tiêu diệt các mục tiêu đang tham gia vào nhiệm vụ nghi ngờ là hỗ trợ Ukraine hoạt động ở các vùng biển quốc tế sát với Nga hoặc sát với các khu vực chiến sự. Đây là đòn đáp trả. Lựa chọn thứ ba, chắc chắn Nga sẽ phải đáp trả nhưng không phải là Nga sẽ trực tiếp làm. Vài quả tên lửa sẽ làm nóng thêm tình hình, làm thay đổi dần bản chất cuộc chiến nhưng chưa tới mức đối đầu trực tiếp. Thay vào đó, Nga cũng có thể trả đũa bằng cách sử dụng các lực lượng khác. Chúng ta nhớ lại một phát biểu của Tổng thống Putin. Trong trường hợp cung cấp hệ thống vũ khí tầm xa cho Ukraine, Moscow có quyền cung cấp vũ khí cho những quốc gia hoặc thậm chí là các cơ quan pháp lý đang gặp phải áp lực trước Mỹ, bao gồm cả mang tính chất quân sự. Nói một cách dễ hiểu hơn thì Nga sẽ cung cấp vũ khí cho các kẻ thù của Mỹ, những người cũng đang tiến hành các cuộc đụng độ với Mỹ hoặc các đồng minh. Trong trường hợp này có thể là tăng cường hợp tác trực diện với Iran và Triều Tiên trong những lĩnh vực quan trọng hoặc cung cấp trực tiếp đồ chơi cho các lực lượng đang đối đầu với Mỹ tại Trung Đông như Houthi để đánh chìm tàu Mỹ, phong tỏa một nơi nào đó gây thiệt hại nặng nề cho phương Tây chẳng hạn. Ở đây, nếu Nga cực kỳ coi trọng vấn đề về mặt pháp lý thì Houthi là một lựa chọn hoàn hảo bởi không có rào cản pháp lý nào ở đây và Houthi có thể trực tiếp dùng vũ khí của Nga không cần qua trung gian. Nếu thêm một bước trung gian thông qua Houthi hay Iran, Nga cũng có thể cung cấp cho nhiều phe đang đối đầu với Mỹ theo đúng cách mà Mỹ vẫn hay làm. Ví dụ khi vũ khí của Ukraine đột nhiên xuất hiện ở đâu đó tại châu Phi trong những nhóm đang đối đầu lại với chính phủ tại các quốc gia thiếu thân thiện với Pháp. Mỹ làm được thì Nga cũng làm được, vì dù sao Mỹ cũng đã làm điều tương tự nhiều năm và Nga vốn là đang đáp trả. Tất nhiên vẫn còn một lựa chọn nữa, đó là Nga chẳng làm gì hết, tiếp tục duy trì tình trạng ở Ukraine, không mở rộng nó ra một nấc thang mới nếu như hậu quả của các đòn tấn công đó chưa đủ để Nga tung đòn đáp trả. Lúc đó Nga sẽ nhiệt tình trên mặt trận chính trị, nhưng sẽ để làn danh đỏ này đứt một lần nữa và chờ bước leo thang tiếp theo xem Mỹ sẽ thực hiện điều gì, lúc đó mới tung ra các đòn thực chất đáp trả toàn diện về mặt chính trị, quân sự hay truyền thông. Như vậy, có 4 phương án tôi đã nêu ra: đáp trả thẳng vào lãnh thổ NATO, đáp trả vào các thiết bị NATO ngoài lãnh thổ NATO, cung cấp đồ chơi cho các kẻ thù của Mỹ và giữ nguyên hiện trạng chỉ chờ thêm các bước tiếp theo. Tôi không biết Nga sẽ lựa chọn phương án nào trong 4 phương án mà tôi tổng hợp ở đây. Có thể là một phương án, có thể cùng lúc kết hợp hoặc cũng có thể dùng những phương án khác. Nhưng tôi có thể chắc chắn khi Mỹ leo thang cấp phép cho Ukraine thì cuộc chiến đã thay đổi tính chất. Và từ đây, bất kỳ màn đáp trả nào của Nga ở bất cứ bước tiếp theo nào cũng không còn giới hạn ở luận điểm về cuộc chiến Nga-Ukraine nữa. Nó chính xác là cuộc đối đầu NATO và Nga, và người gây chiến đây chính là Mỹ và đồng minh. Tình hình hiện nay, nếu phương Tây không có những biểu hiện xuống thang thì giai đoạn tiếp theo 1-2 năm tới sẽ đạt tới điểm giới hạn của Ukraine. Ukraine sẽ không còn khả năng duy trì. Lúc này Mỹ sẽ phải nhảy vào. Đây là thời điểm mà sẽ không còn bất cứ lớp mặt nạ nào có thể che giấu được bản chất cuộc chiến nữa. Giống như tôi đã từng nói, người nôn nóng bây giờ là Ukraine và phương Tây. Tôi mặc kệ báo chí phương Tây nói gì. Tôi cũng mặc kệ mấy anh em me Tây hoặc mấy anh em yêu hòa bình nửa mùa đang đánh giá rằng Nga nhục nhã ra sao khi bị khiêu khích mà vẫn chưa đáp trả. Tôi nhìn thẳng vào bản chất hiện nay, Nga vẫn là người đang làm chủ cuộc chơi tại chiến trường Ukraine. Tình hình kinh tế ổn định, chính trị phát triển, Nga sẽ không dại gì chủ động leo thang, cũng như Nga sẽ không dễ dàng đáp trả trước những đòn khiêu khích của phương Tây. Cứ chờ đợi thêm đến thời điểm mà phương Tây không chịu nổi thì tự họ sẽ phải xé lớp mặt nạ của mình đi thôi. Còn nếu NATO và Nga không muốn đánh nhau thì đây cũng chính là những bước leo thang cuối cùng trong nỗ lực làm Nga suy yếu của Mỹ. Kết quả đã đưa ra là không thể dựa vào cuộc chiến Ukraine để làm Nga sụp đổ như hy vọng của phương Tây. Kế hoạch tại Ukraine nói riêng sẽ sụp đổ một nửa và con đường đàm phán buộc phải mở ra để chia Ukraine thành hai nửa. Một nửa sẽ sống trong dân chủ tự do phương Tây với đống nợ và tình trạng thoái hóa dân số, giảm dân số. Một nửa còn lại sẽ sống trong nền độc tài độc ác với đời sống ổn định, không gánh nợ và được hưởng nhiều ưu đãi để bù đắp. Họ sẽ được Putin độc tài chăm lo nhằm để lấy lòng khu vực này. Ở Ukraine, phương Tây đang mắc kẹt với chính kế hoạch của mình. Nếu tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine thì chỉ khiến thiệt hại đều đều, tiêu hao càng nhiều. Chiến tranh chẳng kéo dài nhưng chẳng thể nào làm Nga suy yếu được. Còn nếu thúc đẩy ở mức độ cao hơn thì chưa biết diễn biến tiếp theo sẽ kéo cả hai bên tới đâu. Bỏ thì không bỏ được, mà tiến tới thì mò mẫm chưa biết giới hạn của Nga ở đâu. Thôi thì tôi và bạn cùng hồi hộp chờ đợi bước đi của Mỹ và phản ứng đáp trả của Nga vậy. Cuộc chiến này, giống như Budanov nói, đang đi đến phút 70, nhưng tôi thấy nó mới đi được một nửa thôi. Một nửa trước đã đi qua, đó là luận điểm về việc Ukraine bảo vệ lãnh thổ. Còn một nửa chưa lộ diện, mà vốn nó là bản chất, đó chính là cuộc chiến ủy nhiệm. Nếu hai bên thực sự không muốn va vào nhau, biết dừng ở giới hạn cuối cùng, thì cuộc chiến này sẽ bước qua giai đoạn ủy nhiệm để khi trật tự thế giới mới bắt đầu đi vào thiết lập, thì mới có cơ hội kết thúc cuộc chiến này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Đặc biệt cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Ly Cà Phê. Hẹn gặp lại các bạn ở những chủ đề tiếp theo.